nhiễu tốt, hiệu suất chiến đấu cao, có khả năng tiêu diệt được nhiều mục tiêu trên không và chống được các cuộc tập kích đường không của đối phương. Được giao quản lý sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không này, các sư đoàn phòng không thuộc quân chủng phòng không không quân đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Cuộc diễn tập mới đây của một đơn vị được biên chế tổ hợp tên lửa này đã chứng minh khả năng làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Không giờ ngày N trừ, nhận được lệnh của trên, những chiếc xe đặc chủng mang theo tổ hợp tên lửa phòng không S-300 ngay lập tức cơ động hành quân về khu vực sở chỉ huy bí mật. Vượt qua một chặng đường dài, nhưng vũ khí, khí tài luôn được đảm bảo tốt cho sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Đến khu vực triển khai sở chỉ huy mặt đất, vũ khí, khí tài được ngụy trang khéo léo và tổ chức canh gác cẩn mật tiếp tục chờ lệnh của trên. Đó là một trong nhiều tình huống do một sư đoàn thuộc quân chủng phòng không không quân đặt ra đối với đơn vị tên lửa trong cuộc diễn tập chiến thuật. Ban chỉ đạo diễn tập của sư đoàn còn liên tục đưa ra các tình huống phức tạp khác, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tên lửa phải nhanh chóng xử trí thắng lợi. Để giải quyết các tình huống, đòi hỏi phải có sự chỉ huy, thống nhất của đảng ủy, chỉ huy đơn vị, nhất là quy trình chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và các phương án tác chiến. Đồng thời, coi trọng làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Để chúng tôi thường xuyên đi sâu, chú trọng vào cái huấn luyện để nâng cao, rèn luyện cái bản lĩnh, ý chí, niềm tin. Mà niềm tin ở đây là niềm tin vào lãnh đạo, niềm tin vào lãnh đạo chỉ huy, niềm tin vào vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập lần này là dịp để sư đoàn kiểm tra, đánh giá lại các hình thức chiến thuật đối với tên lửa S-300. Các phương án chiến đấu của đơn vị tên lửa, phương pháp chỉ huy và các thao tác kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị kịp thời điều chỉnh lại tham số của khí tài. Cao điểm trong cuộc diễn tập là nội dung thực hành bắt mục tiêu trên không. Đó là các phương tiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh như tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật bay cao, máy bay ném bom chiến lược hay tên lửa không đối đất. Quá trình công chí tổ chức thực hiện các giai đoạn và hành quân cơ động là đảm bảo an toàn về nơi vị trí cất giấu đúng thời gian, an toàn tuyệt đối, và khi sử dụng lực lượng từ nơi cất giấu và cơ động ra để đánh máy bay trinh sát chiến lược thì là các đồng chí đã triển khai ra đảm bảo đúng với đội ngũ chiến thuật. Đội ngũ chiến thuật ở đây người chỉ huy và từng kíp chiến đấu, đặc biệt là kíp chiến đấu của đài radar và đài điều khiển, và xác định được đúng đối tượng. Tình huống chiến thuật diễn ra căng thẳng, gấp gáp với khẩu lệnh dứt khoát, cương quyết của người chỉ huy. Thao tác thành thạo của các kỹ thuật viên đã giúp cho tên lửa bắt được mục tiêu và tiêu diệt theo bài tập tình huống. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật, làm chủ hoàn toàn vũ khí, khí tài hiện đại của người chiến sĩ phòng không, tất cả vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc. Làm chủ vũ khí, trang bị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các đơn vị được trang bị những loại khí tài đặc chủng, hiện đại, có sức chiến đấu cao. Từ yêu cầu này, Lữ đoàn 490 Binh chủng Pháo binh đã tích cực đẩy mạnh các nội dung, biện pháp trong huấn luyện để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các loại khí tài tên lửa. Thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong đội hình chiến đấu của Lữ đoàn 490, lực lượng phóng tên lửa giữ vai trò quyết định hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Như nội dung huấn luyện này, phân đội phóng đang thực hiện nhiệm vụ chuyển tên lửa từ trạng thái hành quân sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từng vị trí phải thao tác thật nhanh chóng, chính xác, từ bàn phóng, lắp ráp cho đến hướng dẫn và phóng tên lửa đến mục tiêu. Thao tác chậm hay bất kỳ sai sót, dù là nhỏ nhất, đều phải đánh đổi bằng việc mất thời cơ, tiêu hao đạn dược mà lại không tiêu diệt được mục tiêu. Ngay từ khâu tổ chức, chúng tôi đặt ra một yêu cầu rất là cao đối với cán bộ chiến sĩ là phải thuần thục động tác cơ bản của cá nhân. Trên cái từng cương vị chức trách của các số thì biết rõ được cái vị trí, nhiệm vụ trong từng giai đoạn để chúng tôi hiệp đồng một cách chính xác và rút ngắn được cái thời gian giáo trình, đảm bảo cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Ở Lữ đoàn 490 được trang bị các vũ khí khí tài hiện đại nên yêu cầu về đảm bảo an toàn, độ chính xác cao trong từng khâu, từng bước đặt ra rất cao. Vì vậy, chất lượng vũ khí khí tài là khâu then chốt trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Mỗi quy trình kỹ thuật trong lắp ráp tên lửa như kiểm tra các thiết bị hay nạp nhiên liệu đều phải được làm chủ theo đúng tính năng kỹ thuật. Chỉ có vậy mới đảm bảo tên lửa luôn đạt hệ số tốt về kỹ thuật.
chúng tôi tập trung vào huấn luyện cho cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật là nắm sâu về nguyên lý hoạt động cũng như quy trình theo các tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật của xe máy khi tài, phân ra các loại đối tượng là cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ để đảm bảo nắm chắc về các cái nội dung là sử dụng, thành tạo về thao tác cũng như là chấp hành nghiêm cái quy định về an toàn. Chiến đấu pháo binh là chiến đấu hiệp đồng, hiệu quả chiến đấu cao hay thấp phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, chính xác của từng chuyên ngành, từ thông tin đo đạc đến hướng dẫn và phóng tên lửa. Do vậy, duy trì hợp luyện thường xuyên giữa các chuyên ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ để nâng cao khả năng huấn luyện, xen kẽ làm chủ khí tài giữa lực lượng cũ với lực lượng mới chuyển về công tác, được Lữ đoàn 490 đặc biệt coi trọng. Huấn luyện cán bộ là khâu then chốt và hết sức quan trọng. Phải tăng cường huấn luyện để cán bộ nắm chắc về kỹ thuật của cái vũ khí trang bị, khí tài của đơn vị mình, phân đội mình được biên chế. Thứ hai là cái phương pháp huấn luyện để làm sao được nó cuốn hút. Và những người chắc thủ là người ta dễ hiểu và người ta chăm chỉ trong huấn luyện và luyện tập. Trình độ, khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 490 đang không ngừng được nâng lên. Điều đó thể hiện qua thành tích nhiều năm, Lữ đoàn đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi cấp binh chủng. Trong đợt diễn tập thực binh 1B2 cấp vừa qua, đơn vị đã được cấp trên đánh giá cao về khả năng cơ động khi thực hiện mệnh lệnh, chuyển đơn vị sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Tỉnh Đồng Tháp nằm ở miền Tây Nam Bộ thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Việc đi